Xin chào các bạn, thì hôm nay các bạn sẽ cùng mình đi câu cá ở hồ Xuân Quao ha. Thì mình với lại bạn Văn lên rất là sớm khi mà mặt trăng cũng còn phía trước mặt các bạn đó, rất là đẹp. Các bạn nên đi vào buổi sáng sớm thì trời ở đây rất là đẹp ha, không gian rất là yên tĩnh, mình có thể nghe chim hót và ngắm cảnh rất là đẹp ha. Thì bây giờ mình với bạn Văn sẽ đi bộ qua phía bên kia núi và câu dọc theo cái mép núi đó các bạn. Và cái vào cái mùa này thì hoa dại nó nở rất là nhiều các bạn, như các bạn nhìn trên hình ảnh đó, hoa dại nở rất là đẹp. Thì hôm nay mình với bạn Văn sẽ câu cá và không có đem đồ ăn. Nếu mà câu được cá thì hai anh em sẽ nướng ăn tại chỗ, không thì anh em sẽ đi về đó. Rồi mời các bạn tham gia cái buổi câu cá của hai anh em mình nhé. Xuống bãi này thử coi. Đó, nhìn chưa, nhìn chưa, giật ý, giật ý. Hụt hả? Dễ rung tim, dễ rung tim không? Giật ý. Có dướng ngồi không? Ấy là có dướng lử không á? Không lử thì chút nữa đớp lại à. Rớt, phải vô. Dăng lên hàng nha. Ngay bày nó luôn rồi đó. Rồi, có cá nướng rồi. Có cá nướng rồi nha anh em. Tác phẩm hai lần lấy lần này không dính. Cầm bóp cái đầu đó, bóp cái đầu đó rồi lấy cái kèm gỡ, lấy cái tay bóp ngay cái, ta lấy cái kèm ta gỡ chứ sao cái kèm kịp. Lên hàng, lên hàng, dăng lên hàng đấy nha. Vô tới bờ nó mới tát hả? Rồi vậy phải đổi bóp rồi. Ông mời bóp thôi anh em ơi.
À, lấy kèm coi. Bóp ngay đầu nó vậy nè. Thì nó tung cái lưỡi nó dính vào anh ha. Sao dính được? Bóp đi nó không có tung. Ok. Hai em. Này một bầy của nó luôn nè. Phải đổi mồi bóp thôi. Nhìn nào nó không em. Sảy hả? Rồi. Còn rút mà sao sảy ta? Còn rút sao? Rút lại luôn mà, rút cái hay là nó bị bứt cái ấy ta? Sao bứt được? Không bứt đâu. Mồm nó dai lắm. Còn đó lớn bạn. Lớn không? Rút gì nó xảy luôn rồi. Mình em rút luôn ngay. Rút gì nó cũng xảy nữa, cái dây đứt trơn là nó xảy. Em rút cái kiểu kia kìa. Rút rút đó chút nữa xong mở cắt dây luôn. Rút kiểu kia là em rút một rút một à. Wow, gà nhiều quá. Đi. Rồi, sau một buổi sáng thì bạn Văn câu được hai con, nhưng bà đã làm say hết một con rồi, chỉ còn một con nhỏ thôi. Thì một con nhỏ thì một buổi ăn trưa thì hai anh em ăn có thể là không đủ, nên hai anh em quyết định là đi kiếm trùng các bạn để công ngâm. Giờ cá ngựa không có, hai anh em kiếm trùng thôi. Thì bây giờ anh em đang làm cái thẻo để mà câu cá rô phi. Bạn Văn thì câu cá rô phi, còn mình thì tiếp tục lưu qua. Giờ mình không có câu bằng mũi nao nữa, mình chỉ đổi thành một cái con mồi sắt. Một con mồi sắt nó có cái thị ở phía sau ha. Thì rác nữa đây mình lên cá, mình sẽ quay lại cho các bạn coi cái con mồi đó như thế nào ha. Vô. Cuối cùng thì anh cũng vô. Cuối cùng thì anh cũng vô. Nhẹ à. Đó. Cuối cùng thì anh cũng vô. Thấy mồi lợi hại không? Wow, wow. Mất dùng mắt. Móc dùng mắt. Móc dùng mắt trời, dễ xảy. Dễ xảy á. Nó xảy rồi, xảy rồi. Rồi, hết xảy rồi. Vừa lên bờ vừa rớt ra luôn nè. Tần giá luôn hả? Siêu mồi, đây là siêu mồi nè các bạn. Thấy siêu mồi không?
Cậu giỡn với mồi biết truyền được. Rồi, giờ hai anh em nướng cá ăn thôi. Đói bụng quá rồi. Còn hai cái cần ngâm tí nữa giao Trần Văn sẽ lên được con phi với nhau. Tắm đi. Tắm mà mát ăn ra nhiều. Giờ hết rồi. Đó là hay đi câu. May mà lên con cá nữa, không là hai anh em chết đói rồi các bạn. Đây ai nhắn lên rất không? Chưa. May mà mình tung con ngồi báo cá đi ra. Kìa, ông nào kêu ông Thành là ông nào? Trời ơi, nó cột tới. Không biết con cá ngựa luôn. Thì đó, đem về cho biết đó. Trừ nắng nó chuồng dưới á. Nước bên này nó êm nè. Bao giờ nó mới ăn bớt của em đó. Lá này độc nha Văn. Sao
đói bụng ăn rồi. Rồi còn cái kia nào không bỏ ở đây luôn chị, đó dơ không, để chấm vào đó đi. Trời có chanh. Chanh nữa hả? Trời, em nghĩ sao rồi Văn? Đi với anh mà em nghĩ sao vậy, mà không có đầy đủ cho em sao được. Anh chửi anh chết sao? Văn này sợ chết quá. Sợ chết quá. Nhiều khi vô trúng bài thuốc mình vô mình tương sinh bất tử. Tương sinh bất lão sao? đứng cáo dí vậy nè. Rồi, ăn đi. Chờ gì nữa? Chờ các bạn Khánh Thành hả? Ôi, xin mời các bạn ăn cá nướng cùng hai anh em. Còn quá. Giờ đang đói bụng. Kiếm gì vậy? Tính làm đủ hả? Ăn thì nó có chết đâu sợ. Anh ăn trước rồi nè. Có đâu. Còn quá. Còn quá, có con giờ cuối con này. Có khổ. May mà có hai con cá cứu đói anh em một buổi trưa, không thì hai anh em chắc đói rã rời luôn ha. Thì sau khi ăn xong thì hai anh em cũng tiếp tục câu. Bạn Văn thì không câu được con nào, cá nó có đớp phục nhưng mà không có câu dính. Còn mình thì câu được một con, và đây là cái con cá mà mình câu dính trước khi ra về rồi các bạn. Vô 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 vô. Mọi điện thoại của ta mà sao bị được vậy? Yeah. Rồi bị gì đó. Cũng cậu. Cũng cậu. Wow. Wow, wow. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Thì mong rằng qua cái video này nó sẽ mang lại cho các bạn thật là nhiều niềm vui và nhiều điều thú vị ha. Mong gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.